Ngày 13 tháng 8, các lực lượng Nga đã tấn công đáp trả binh sĩ Ukraine tại vùng Kurs, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới giao tranh giữa Nga và Ukraine tại mặt trận mới. Trước đó, phía Ukraine đã bất ngờ tấn công và tràn sang vùng Kurs thuộc khu vực Nga nằm sát biên giới khai nước. Nga tăng hỏa lực vào Ukraine. Sự kiện trên đây chú ý là vì đợt xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Putin, Ukraine tràn vào vùng Kursk nhằm tranh thủ lợi thế để có đòn bẩy trên bản đàm phán chấm dứt chiến sự tiềm năng sau này. Các blogger quân sự Nga đã đưa tin về nhiều cuộc giao tranh quyết liệt ở mặt trận Kursk, Họ cho hay Ukraine vẫn tiếp tục muốn mở rộng kiểm soát tại đây, trong khi Nga đã đưa thêm quân đội và vũ khí hạng nặng đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ Kiev. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn băng cho thấy máy bay Su-34 tấn công vào lính Ukraine. Ông Ati Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Ahmad Chenchen, khẳng định cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn và kẻ thù hiểu rằng kế hoạch tấn công chấp nhoáng của chúng đã không hiệu quả. Vừa qua, ông Putin đã nói với các quan chức cấp cao của Nga sẽ đẩy lui quân đội Ukraine, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng xứng đáng, nhấn mạnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến độ dọc theo các khu vực khác của mặt trận. Lâu nay, Nga và Ukraine đã tập trung giao tranh dọc chiến tuyến mạng phía đông Ukraine, nhưng vùng Kursk đang nổi lên như một mặt trận mới và có vẻ khai bên sẵn sàng phân tán lực lượng cho nhiều điểm nóng cùng lúc. Ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho biết có hai người thiệt mạng do các cuộc không kích của Ukraine tại thành phố Lysychan, nơi Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trước đó, chính quyền Lysychan nói hơn 30 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Nga đọc được bài của Ukraine một số quan điểm từ phương Tây cho rằng việc Ukraine chọc thủng vùng biên giới khiến Nga mất mặt và có thể giảm áp lực cho các điểm giao tranh ở Biển Đông và Đông Nam nước này do Moscow buộc phải chia hỏa lực. Tuy vậy, như phân tích của tuổi trẻ online gần đây, chiến thuật của Ukraine cũng là con dao hai lưới. Chính kế ép về cơ bản cũng giàn trải lực lượng trên nhiều chiến trường. Hôm 13 tháng 8, hãng tin Reuters nhận định, bằng việc dành lực lượng cho vùng Kursk, Ukraine có thể phải để lộ các khu vực khác trên mặt trận khi Nga tiến quân. Nga vốn có quân đội lớn hơn rất nhiều, có thể cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine. Quan trọng hơn, tính toán của Ukraine cũng chịu ảnh hưởng từ mức độ đáp trả của Nga khi vụ xâm nhập biên giới vừa qua có khả năng đẩy chiến sự tới những kịch bản leo thang khác các nước phương tây ủng hộ ukraina vẫn khá thận trọng không muốn xung đột ukraina nga lan rộng thành mặt đối đầu trực diện giữa phương tây với nga vừa qua tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tuyên bố không được cảnh báo trước về cuộc tấn công của ukraina trong khi đó tổng thống nga putin cáo buộc phương tây sử dụng ukraina cho cuộc chiến ủy nhiệm với nga và vụ tràn qua biên giới vừa rồi là một nỗ lực phá hoại sự ổn định trong nước của nga Cơ quan tình báo đối ngoại Nga khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành những bước đi mạo hiểm có thể tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng vượt ngoài biên giới Ukraine. Mới đây, phía Ukraine tung tin đã có lính Nga đầu hàng khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat đã phản ứng ngay với thông tin này. Thủ tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, phó cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không một binh sĩ nào của lực lượng đặc biệt Akhmat đầu hàng theo hướng Kursk. Alaudinov nói, kẻ thù biện đặt rất nhiều chuyện về việc các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat đầu hàng, về các chiến binh Aida, nhưng điều thú vị nhất là không một chiến binh nào của chúng tôi đầu hàng. Trong khi đó, ngày 12 tháng 8, Cục An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố đoạn video thẩm vấn một người lính Ukraine bị bắt ở vùng Kursk của Nga. Đoạn phim được đăng trên ấn phẩm Russia Gazeta cho thấy Ruslan Pontoraski, một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine. Người lính Ukraine cho biết việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Tù nhân chiến tranh này cho biết Ukraine được cho là hy vọng chiếm được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến Kurs và Benkoros để chiếm thêm lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Người đàn ông này cũng cho biết quân đội Ukraine được lệnh nổ súng vào cư dân địa phương trong trường hợp có sự kháng cự. Sau một năm chiến tranh phòng thủ tàn khốc, chiến dịch mới của Ukraine đã nhanh chóng chiếm được lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga nhưng lực lượng của Kiev vẫn bị áp đảo về khoản lực và quân số ở hầu hết các nơi, tờ quan Trish Reiner của Mỹ viết. Theo tờ quan Trish Reiner, giới lãnh đạo Ukraine hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lượng nàn, liệu có đáng để chuyển thêm nhiều quân và thiết bị quân sự hơn nữa, vốn đang rất cần thiết ở mặt trận phía đông Ukraine hay không. Tại đó, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng hạn chế bước tiến của phía Nga. Chỉ trong vài ngày, Ukraine đã tiến xa hàng chục km khỏi biên giới, chứng minh với Nga, với người dân Ukraine và đồng minh của họ rằng họ vẫn đang trong cuộc chiến và có thể gây ra những bất ngờ tàn khốc cho đối thủ. Chiến dịch này là một động thái có rủi ro cao khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và thiết bị quân sự ở mặt trận phía đông vào cuối tuần, nga đã áp đặt chế độ hoạt động chống khủng bố tại ba khu vực biên giới là Kursk, Benkoros và Prian khi chuẩn bị lực lượng để đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ nga kể từ đầu cuộc chiến. Juan Reiner cũng dẫn lời các trợ lý trong chính quyền Mỹ cho biết, nhà trắng không mong đợi tình hình leo thang đáng kể ở Ukraine do cuộc tấn công vào khu vực Kursk mà liên bang nga coi là tấn công khủng bố. Tờ báo viết. Nỗi lo ngại leo thang không tăng nhiều ở Nhà Trắng, kỳ vọng là các trận chiến trong khu vực sẽ giống với các trận chiến ở Ukraine. Đồng thời, một số quan chức Mỹ lo ngại rằng một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Nga có thể gây ra phản ứng dữ dội từ Moscow. Trung tá Mỹ đã nghỉ hưu, Ronald tin rằng Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của nhà tài trợ chính là Mỹ bằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông nói với tờ báo, người Ukraine muốn có sự chú ý về cuộc xâm lược này. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, lúc 5 giờ 30 ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine với số lượng lên tới 1.000 người đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kurs. Ông lưu ý rằng bước tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga của họ đã bị chặn lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về tình hình ở khu vực Kurs, tuyên bố rằng chiến độ ép đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Đại diện chính thức của Ủy ban điều tra Nga Svetlana Pechenko báo cáo rằng, sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực biên giới ở vùng Kursk, các vụ án đã được mở ra, đặc biệt là một vụ tấn công khủng bố và giết người. Các nhà điều tra Nga đang điều tra danh tính của người đã ra lệnh và thực hiện mệnh lệnh tấn công các mục tiêu dân sự trong khu vực. Tại vùng Kurs, cũng như các vùng Benkoros và Priyan, chế độ hoạt động chống khủng bố đã được kích hoạt để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các mối đe dọa tấn công khủng bố của các đơn vị trinh sát và phá hoại Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky quyết định tấn công khu vực Kursk để cố gắng nâng cao tinh thần của lực lượng vũ trang Ukraine. Cựu trợ lý bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Chas Freeman cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jogging Freedom. Ông lưu ý khi bình luận về tình hình ở khu vực Kursk. Về mặt chính trị, tôi nghĩ Zelensky và đội ngũ của ông đang cố gắng nâng cao tinh thần của Ukraine, vốn đang rất thấp trước tất cả những tổn thất mà họ phải gánh chịu. Theo chuyên gia này, ông Zelensky cũng cố gắng cho các chủ ngân hàng Mỹ và châu Âu thấy rằng ông vẫn có thể gây thiệt hại cho Nga, nhưng đã thất bại. Freeman gọi hành động của Ukraine tấn công Kursk là một hành động tuyệt vọng. Ông kết luận, tôi không biết những đội quân này còn sống hay không, tôi chưa nghe nói họ còn sống hay không, nhưng họ sẽ gặp khó khăn. Bạn luôn chịu nhiều thương vong trên chiến trường khi tấn công hơn là khi bạn phòng thủ. Theo quan điểm của tôi, họ đã đi thẳng vào bẫy của Nga. Sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Shuzhansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận biên giới nhà nước. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk, Belgorod, và Kursk cũng áp dụng tình trạng khẩn cấp liên bang. Điện Kremlin đã lên án cuộc tấn công này là hành động khiêu khích và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã gọi cuộc xâm nhập này là cuộc tấn công khủng bố hàng loạt nhằm mục đích thể hiện ít nhất là một số hành động có vẻ bề ngoài trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine liên tục thất bại trong cuộc xung đột. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Zagorodnyuk, hiện là cố vấn cho chính phủ, đã nói với tờ Financial Times rằng mục đích của cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào khu vực Kursk không phải là giành quyền kiểm soát và giữ vững lãnh thổ Nga. Tờ báo Anh trích lời ông cho biết rằng Kiev đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ rất lâu trước đó. Mục đích của cuộc tấn công của Ukraine không phải là kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Zagorodnyuk nói, Chúng tôi không cần đất của Nga, chúng tôi muốn họ thất bại trên đất của chúng tôi. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố rằng mục tiêu thực sự của chiến dịch này là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến và đưa giao tranh vào Nga để ngăn cản người dân ủng hộ hoạt động quân sự chống lại Kiev. Ông tuyên bố rằng mục đích của chiến dịch này cũng là phơi bày điểm yếu của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột sau nhiều tháng Nga giành được thắng lợi ở Donbass và các khu vực khác. Jagorod Niuk, người phụ trách Bộ Quốc phòng Ukraine từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, cho biết hoạt động ở vùng Kursk cũng chứng minh khả năng của quân đội Ukraine trong việc tiến hành chiến thuật tác chiến vũ trang phối hợp mới mà họ học được từ các huấn luyện viên phương Tây.